Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sửa cái máy giặt Electrolux. Khách báo là giặt không được. Thì nó báo lỗi là E40. Thì bây giờ mình sẽ thử kiểm tra lại xem là có đúng thế không. Cái model này là EWF 85743 nhé. Bây giờ mình sẽ thử bật kiểm tra xem nha. Đó, các bạn nghe thấy tiếng khóa cửa tạch tạch không? Nó tạch tạch liên tục và lập tức là báo lỗi E40 này. Đó, cửa cứ kêu tạch tạch liên tục nhá. Bây giờ mình sẽ tháo ra để kiểm tra nhé. Đầu tiên thì cần phải tắt nguồn đã, rút cái phích nguồn ra cho an toàn nhé. Các bạn làm nhà thì nên chú ý việc đó. Sau đó thì chúng ta cứ khóa cái van nước lại. Khi các bạn đang ở kênh chia sẻ kiến thức, hãy click vào nút đăng ký rồi bật chuông thông báo để nhận tất cả các clip mà mình đăng lên. Thì các bạn có thể tháo cái khóa cửa, cái khóa gioăng ở đây để có thể tháo công tắc này ra dễ dàng. Hai là nếu mà các bạn không có cái đồ tháo cái này này thì các bạn hoàn toàn có thể tháo cái lắp này ra để lấy cái công tắc theo cái hướng này, hướng ở lắp này lên nhé. Bây giờ mình sẽ thử làm theo hai cách để cho các bạn xem. Mình có thể tháo cái khóa gioăng này ra. Đấy, các bạn nhìn này, đây là cái vành lò xo này, nó ôm một cái đai sắt ở đây. Đấy, các bạn thấy cái đai sắt này sẽ ôm khóa cái gioăng lại. Thì các bạn tháo ra thì có thể là tháo ở đây ra để lấy cái khóa cửa này ra một cách dễ dàng, nhưng mà với điều kiện phải có đồ. Hoặc các bạn cũng có thể chế cũng được. Các bạn có thể tận dụng cái súng bắn silicone đấy nhá. Nếu mà các bạn không làm thường xuyên ấy thì không nhất thiết phải chế như này. Ở đây mình cũng có kìm để bóp cái phanh này, nhưng mà mỗi một cái đời máy nó có cái độ rộng của cái lò xo này khác nhau, nên là mình không dùng cái kìm đấy thường xuyên mà dùng cái này thì nó có thể tự động dài ra theo ý muốn và nó hãm lại nhá. Cái kìm kia đấy mình luôn luôn phải bóp tay. Thì ở nhà ấy, nếu mà các bạn mà muốn tháo nó ra thì các bạn có thể buộc cái dây thép vào điểm này, và cái đầu này ngày lúc trước mà mình chưa uốn cong nó sẽ thẳng ở đây, thì các bạn cũng buộc dây thép vào cái điểm này để buộc vào hai cái lỗ ở đây. Các bạn có thể buộc dây thép vào hai cái điểm này này, hai cái điểm này của cái lò xo, sau đó thì cũng có thể bóp ra được nhé, nếu mà muốn lấy theo lối này. Tùy các bạn làm theo cách nào mà cảm thấy dễ nhất. Thế bây giờ mình sẽ sử dụng cái này để mình lấy theo cái hướng đằng cửa này trước mà không cần phải tháo lắp. Đó là đưa cái vành khóa gioăng này ra một cách đơn giản nhé. Sau đó thì các bạn tháo cái góc gioăng này ra. Đó, với cái loại khóa cửa này thì nó không bắt bằng con vít. Các bạn sẽ dùng cái bút điện để một tay giữ vào cái chốt cửa này. Các bạn nhớ là rút điện ra nhé. Một tay sẽ ấn vào nhà, tay bên này sẽ gạt ra để cho nó nằm lệch cái miệng lỗ, và để cái chốt này nó không tuột. Sau đó thì ấn tiếp cái chốt bên này, sau đó thì các bạn ép nó về bên này, kéo ra phía ngoài này là có thể đẩy được cái khóa cửa này ra một cách đơn giản rồi. Và khi đưa ra đơn giản như này thì các bạn có thể thay thế hoặc sửa chữa một cách dễ dàng. Bây giờ mình sẽ gắn lại. Đó, và mình sẽ cài lại cái gioăng này. Sau đó thì mình sẽ thử bằng phương pháp trên nóc. Nếu trong trường các bạn mà
cảm thấy tháo cái lò xo ra nó khó khăn nhá, thì mình sẽ làm theo phương pháp mà tháo ở trên nóc. Thì để tháo được ở trên nóc ấy thì các bạn là sẽ kiếm cho mình cái tô vít, cái loại này thì nó có cả đầu tô vít và đầu khẩu nhá. Các bạn kiếm cho mình cái khẩu 78, tháo một con ốc bên này và tháo một con ốc đầu bên kia là có thể tháo được cái lóc này ra một cách dễ dàng. Đó, khi tháo hai con ốc này ra các bạn sẽ đẩy lóc này về phía sau là có thể tháo được cái lóc này ra rồi. Các bạn có thể hoàn toàn đưa tay xuống lối này nhá, để có thể rút được công tắc lên trên. Đây các bạn nhìn này, đây là cái phần treo dây của cái công tắc cửa này. Các bạn có thể tháo cái này ra cho nó thoáng để các bạn lôi lên nó không bị vướng nhá. Đấy các bạn nhìn nào, ngoại trừ cái việc mà chúng ta đã rút điện ra rồi thì không liên quan đến vấn đề sợ điện giật, thì các bạn còn lưu ý vấn đề là những cái sắt này này rất là sắc nhé, thì các bạn có thể lót rẻ vào đây để khi mà chúng ta đưa tay xuống thì không ảnh hưởng gì, và có thể ép cái này ra nhà để cho nó rộng nhé. Ép ra nhà cho nó rộng để các bạn có chỗ các bạn thao tác. Sau khi chèn cái cục pin vào đây thì rõ ràng các bạn thấy cái không gian ở đây đã được rộng hơn rất là nhiều. Và nhìn rõ ràng cái công tắc này, các bạn nhìn này. Bây giờ việc các bạn có thể là gãy công tắc ra, gãy cái chốt ở đằng trước của công tắc ra như lúc nãy mình dùng cái bút điện ấy, là có thể đẩy nó ra khỏi khóa và nó sẽ lỏng lẻo và có thể rút lên theo lối trên này nhé. Bây giờ phía dưới mình sẽ lại gãy cái chốt này ra, gãy hai cái lẫy ra là cái công tắc cửa có thể đẩy vào trong nhá. Bây giờ mình sẽ đặt máy lên trên để quay và mình sẽ gạt ở dưới, các bạn sẽ thấy nó bung ra nhé. Các bạn quan sát nhé, bây giờ mình sẽ gãy ở phía dưới này thì cái chốt cửa nó sẽ bật ra. Đó là đẩy vào trong, có thể đẩy tuột vào trong, sau đó thì có thể thò tay ở đây kéo lên trên. Đó, nếu mà các bạn làm không có cái đồ tháo khóa cửa, cái khóa răng đấy, bạn không có đồ tháo khóa răng, các bạn có thể lôi lên theo lối này và có thể thay thế một cách thông thường nhé. Thì với cái khóa cửa này nó sẽ có hai cái vấn đề xảy ra, đó là cái vấn đề của cái bo mạch này nó bị lỗi, nó sẽ không cảm nhận được việc là cái khóa cửa nó có đóng hay không thì nó cứ kêu tạch tạch suốt như vậy, hoặc là chính cái khóa này hỏng. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thao tác, coi như là đã thay thế cái này xong rồi nhá. Mình sẽ tiến hành thao tác lại lắp theo từ hướng trên xuống. Các bạn lưu ý ở đây sẽ có hai cái cạnh này, bên này là cái khe sẽ dài hơn về bên này, vì vậy các bạn cần lùa cái khóa theo hướng về bên kia để cho nó chui vào, để nó lọt được cái lỗ này vào, sau đó các bạn sẽ gạt cái ấy về bên này thì hai cái chốt này sẽ lẩy ra này, nó sẽ khóa vào cái lỗ nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại. Đó, đã vào này, và các bạn lại sẽ lại cài lại cái này như bình thường. Đấy các bạn nhìn này, đấy, khóa cửa đã được cài vào nhé. Và với loại bắt vít thì các bạn giữ tay vào đây thôi, sau đó thì mặt trước các bạn thò tay xuống các bạn bắt vít là xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành chuyển sang cái phần lắp này vào và tiến hành kiểm tra xem là lỗi tại cái gì mà nó gây lên hiện tượng kêu tạch tạch. Lắp lại như cũ. Vì nó có hai cái vấn đề thôi, đó là một là hỏng cái khóa cửa này, hai là hỏng trên bo mạch.
nó không cảm nhận được là cái khóa cửa có làm việc hay không. Thì các bạn có sẵn mà thay thì nó nhanh, để các bạn loại trừ 50-50. Đó. Thì với một cái khóa cửa như này và cái loại này, các bạn nhìn này, là nó sẽ gắn cái dây màu cam ở đây để các bạn có thể mở trong trường hợp mà khóa cửa có sự cố, thì các bạn mở nhé, không nên cố cậy, có thể gãy tay khóa cửa nhé. Hoặc là nếu mà các bạn mà mở theo chân lóc, các bạn nhìn này, nếu mở cái tấm lóc ra thì các bạn có thể ấn vào đây rồi mở cửa để mở trong trường hợp khẩn cấp. Vì một số model như model này ấy, thì nó không có cái cửa để vệ sinh cái lọc rác của cái bơm ở đây, nên là các bạn không thể thao tác được. Còn đâu với cái model mà nó có cái cửa bơm ở chỗ này ấy, thì nó cho phép các bạn là có một cái dây màu cam. Dây màu cam đấy nó sẽ, dây nhựa màu cam sẽ lối vào đây để các bạn kéo ở dưới xuống, và đồng thời các bạn sẽ mở được cửa trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng model này không có thì buộc là chúng ta sẽ phải mở lóc này. Vì khi bị thế là cái cửa này đang không mở được rồi, nên buộc các chúng ta phải tháo cái tấm lóc ra và chúng ta ấn tay đây, ấn đây để cho cái cửa này, cái khóa này mở ra để chúng ta lấy đồ tạm thời ra nhé, sau đó mới tiến hành sửa chữa. Thì ở đây mình có sẵn một cái công tắc cửa mới đi rồi, thì mình sẽ thay nó vào, nó sẽ loại trừ được 50-50 nó nhanh hơn. Nếu mà thay vào mà vẫn còn hiện tượng tạch tạch, có nghĩa là bo mạch có vấn đề, bởi vì đây là cái khóa cửa mới, các bạn nhìn này. Đấy, nếu mà thay vào mà nó bị tạch tạch tiếp và nó không chịu khóa cửa, vẫn báo lỗi E40, thì cái khóa cửa này là khóa cửa mới rồi, vì mình sẽ loại trừ là tại bo mạch. Cái rắc này thì nó sẽ có chiều rồi, các bạn cũng sẽ không sợ nhầm nhé. Đó, một cách dễ dàng. Đây, khi mà trên xuống các bạn thò, các bạn ấn vào đây này, thì cửa sẽ mở ra. Để nói rõ hơn là các bạn ở đây nó sẽ có một cái cạnh này, các bạn sẽ đưa hết khóa về bên này rồi đẩy về bên kia nhé. Đây các bạn nhìn này, lùa nha, lùa cho bên dài là vào trước này. Đây các bạn nhìn nhé, đưa vào này, lùa cho bên này vào trước này, để cho nó lọt được cả cái khóa ra ngoài. Các bạn nhìn thấy cái chốt nó đang lệch không? Sau đó thì các bạn đẩy về bên kia, lập tức là cái chốt nó được thò ra luôn này. Thì là các bạn sẽ, thì là cái khóa này nó sẽ chắc chắn luôn rồi. Loại này loại nó không bắt vít. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn lại và chạy thử. Mình sẽ vẫn gắn lại cái gioăng để cho nó không bị kênh cửa, và gắn cái khóa răng gioăng sau nhé. Bây giờ mới tiến hành cấp nguồn này. Các bạn luôn luôn nhớ cái thao tác này cho mình để đảm bảo an toàn. Mở nước này. Và bây giờ mình sẽ bật nguồn nhé. Đấy, đèn khóa cửa đã sáng. Kêu tạch phát chỉ một tạch thôi. Và cửa đang không tháo mở ra được này. Vì vậy là lỗi này là lỗi do khóa cửa bị hỏng nhé, chứ không phải lỗi do bo mạch. Giờ mình sẽ thử lại lần nữa để mở cửa thêm. Đấy, nó chỉ kêu tạch tạch hai lần này thôi là mở. Đây, cửa mở bình thường này. Đó, đèn khóa cửa đã sáng và không còn lỗi E40, máy đã chạy bình thường. Bây giờ mình sẽ gắn lại để giả khách. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nhé. Nếu mà các bạn thấy hay thì
hãy like cho mình để mình có động lực làm các clip tiếp theo để chia sẻ cho mọi người. Mỗi khi đi làm mà gặp được những cái căn bệnh hay thì đợt này cũng nhiều việc quá, đâm ra là cũng không có thời gian để quay. Đó, đã xong. Máy đã chạy bình thường. Xin cảm ơn các bạn nhé. À, mình bật cái bơm ạ. Bơm nó tán tắt ra là nước vào chậm. Đó. Thì cái này là cái tầng này nó gần cái bể. Gần cái bể nên là nước nó yếu. Yếu thì sẽ bị báo lỗi. Nên là sẽ phải cần lắp thêm cái bơm tăng áp. Đó. Máy đã chạy bình thường rồi.